không lấy mấy thời gian quay kia bằng ly thôi chứ các bạn, có thể nói là tính bằng giây nữa, là 5 giây chẳng hạn, là tức là cái khóa này vừa vào nó vừa bóp thôi, nó vừa bóp cái miệng khóa này thôi và nó rất là cứng. Và cái điều này á giúp các bạn đã quay trở lại với kênh Tâm Nhôm. Hôm nay mình xin nói về hệ Slim và hệ Slim lùa một cánh. Thì mình đã lên trên các nền tảng để mình tìm hiểu về cái hệ Slim một cánh thì hầu như là mình rất ít thông tin. Và qua quá trình tìm hiểu và qua quá trình liên hệ với một số nhà sản xuất thì mình đã biết được và làm được cái hệ Slim lùa một cánh. Thì bên cái hệ nhôm Ocean Luxury thì hiện tại cái hệ nhôm lùa một cánh á, chỉ là chỉ có cây ray ray đôi và ray ba. Thì mình đã lấy cây ray đôi về và chấp nhận xẻ thành hai cây ray chiếc, sau đó cắt. Về công thức hệ Slim một cánh á, thì chúng ta tính như thế này. Chiều cao, tổng chiều cao chúng ta trừ là 8cm đó, nếu mà chúng ta tính được cái chiều cao là muốn làm. Giả sử như chiều cao 2m2, chúng ta muốn làm bột cửa 2m2 thì chúng ta trừ 8cm thì còn lại tầm khoảng 2m12. Còn về chiều ngang mà bột cửa 800 thì chúng ta cắt đúng 800 để cho cái cánh nó phủ qua bên bên tường tầm khoảng chừng 2cm. Đó, thì công thức là như vậy. Slim một cánh thì nó đơn giản thôi. Và bây giờ mình sẽ làm 4 bộ slim một cánh và các bạn cùng theo mình làm nha. Bây giờ mình tiến hành cắt nhôm. Đi đâu vậy sếp? Uống cái nào anh? Bên em không có uống sắt, bên em chỉ uống nhôm à. Dạ. Dạ. Phải nghiên cứu trước bộ rồi kìa, đặt kìa. Bộ xong bên kia rồi kìa. Bây giờ bắt đầu làm. Dạ. Chưa anh. Đó, sau khi mình cắt được cái cây cánh tự đi xong á, đây là những cây đứng. Thì xong những cây đứng á, mình tiến hành cắt cây ngang. Lưu ý cây ngang á, chúng ta cắt thẳng trước và cắt xéo lại sau. Đây là cây ngang trên và cây ngang dưới nha các bạn. Cây ngang trên và cây ngang dưới này có tác dụng. Thứ nhất là cái khe này để chúng ta bỏ bánh xe điều hướng. Tức là bánh xe điều hướng nằm dưới. Đó, thứ hai nữa là sẽ bắt có những cái khe, những cái ngàm nhỏ này. Đó, đây có một cái ngàm nhỏ hả anh em, để nhét bánh xe treo trên. Đó, thì cái ở ngang trên và ngang dưới chúng ta phải cắt thẳng. Đó, cắt thẳng xong chúng ta cắt clip lại 45 độ ngay góc này thì mới được nha. Chứ chúng ta nếu mà cắt clip từ trên này xuống luôn á thì nó nhất là nó tốn cây. Nó tốn cây về chiều dài. Thứ hai nữa là nó khi chúng ta cắt clip á, nó lòi cái đỉnh nhọn ra, chúng ta phải tề lại. Thì nếu mà bậy á, chúng ta cắt thẳng xong cắt clip lại thì nhất là vừa tiết kiệm được cây, thứ hai á là vừa có thể là nhanh hơn trong cái khâu phần dây cắt. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cây ngang trên và cây ngang dưới để mình làm bột cửa kia, bột cửa này. Đây là những cây ngang Slim mình đã cắt xong. Và bây giờ tới công đoạn khoét khoét lỗ ke cho hệ Slim. Và các bạn lưu ý, cái ke của hệ Slim cây ngang nó sẽ khác với lại cây đứng. Cây đứng thì chúng ta khoét ở trong để giấu vít, nhưng cây ngang thì chúng ta sẽ khoét ở ngoài và khoét mặt ngoài này để chúng ta để mà chúng ta thao tác vặn vít ra cánh cũng như là vô kính được. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là bỏ máy để khoét. Mình
đã chỉnh máy và bây giờ sẽ tiến hành quét đó. Ở đây thì máy mình đã canh chỉnh xong hết rồi. Thì thứ nhất, cái đầu này mình sẽ để sát vào cái bát này. Ở đây có cái bát này, quay kỹ đây. Nó mình đã canh nè. Nếu mà canh bắt thường á thì nó sẽ bị ra vào tầm khoảng 1 ly thì nó không chính xác. Thì ở đây mình bỏ cái bát, mình kẹp lại thì cứ đục cái bát này sẽ cứng. Đó. Sau đó chúng ta kẹp lại. Đây máy mình chỉnh rồi, bắt đầu tạo dựng ở phay thôi. Nhìn rồi thẳng vô nhìn cái con vít đó. Máy nó khoan xuống nó lả, bắt con vít vô. Chính xác từng ly một, sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Đây là chi tiết của những cái lỗ ke của cái hệ slim và bên công ty mình sử dụng bằng máy CNC để quét. Thì cái tim lỗ này á, khoảng cách từ tim lỗ thứ nhất tới tim lỗ thứ hai á là 1,5 phân, tim lỗ thứ hai tới tim lỗ thứ ba là 1,5 phân. Từ mép ngoài này nè, chúng ta tính từ mép ngoài này vào tới tim lỗ đầu tiên là 1,5 phân thì nó sẽ là 1,5, 3 phân và 4,5 phân. Thì chúng ta quét tim lỗ như vậy nếu mà chúng ta dùng bằng tay. Và chúng ta sẽ khoan cái lỗ 4 ly trước, sau đó chúng ta sẽ lấy cái lỗ 7 ly chúng ta hoặc là 8 ly chúng ta lả lại là cũng sẽ được như vậy, nhưng mà nó không nhanh và nó không chính xác bằng. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành để nhờ các bạn phay hết cái lô này cho mình. Đúng. Bỏ vào nè chị nè, bỏ vào nè, đụng nhẹ lên cái bát nè, thấy không, đụng nhẹ lên nè, ấn chữ kem nè, kem là kem nè, kem nè, rồi star, tự động máy nó chạy star đây, hai nút này thôi, kem trước star sau. Sau khi máy chạy xong ấn kem để lấy cái cây ra, quay đầu lại xong ấn kem lại xong rồi star. Cái gì? Hả? Mở ra. Đây là cánh slim dùng cho ke thanh đứng. Và bây giờ mình sẽ chọn cái phần mềm dùng để thanh ngang. Vệ sinh cái cây em. Ở dưới rồi. Từ mép ngoài vào tới tim lỗ đầu tiên là 2 cm, tim lỗ đầu tiên tới tim lỗ thứ hai là 1,5, tim lỗ thứ hai tới tim lỗ thứ ba là 1,5. Đó, thì cái khoảng cách những tim lỗ này 1,5 là được. Và bây giờ mình tiến hành phay cái mặt số 2. Xích vịt. Rồi chưa? Xong rồi. Rồi quay tiếp đây. Thì bây giờ mình đang lấy cây đường ray đôi và mình sẽ xẻ thành hai cây đường ray đơn.
Thì cái quá trình xẻ thì mình đây mình có một cái máy xẻ, và mình sẽ đẩy qua, mình xẻ thành hai cái đường ray tách rời ra, và mình đang giao cho nhân viên mình xẻ. Thì tí xẻ xong rồi á thì sẽ được hai cái đường ray đơi. Sau đó mình sẽ vào bộ bánh xe. Thì ở bên hãng sẽ bán cái bộ bánh xe đơn như thế này, và mình chỉ có nhiệt việc là mình nhét vào trước thôi. Mình nhét cái bộ bánh xe vào trước, đừng có để nó tuột ra là được. Cái này nó tuột ra nè. Mình nhét vào trước để tí nữa mình khi mình gia cố lên trên á thì nó sẽ bắn vít lên trực tiếp. Mình sẽ dùng đây á. Đó. Sau khi mình xẻ xong á thì mình sẽ bắt tầm khoảng chừng mỗi cái đường ray này mình bắt tầm khoảng 3 cái bát 90 độ. Thì các bạn biết cái bát 90 độ để mà làm kính cường lực á, thì mình sẽ bắt trực tiếp lên đây luôn rồi lả vít, bắt âm con vít lên trên. Thì khi mà bắt âm con vít lên trên rồi á thì khách hàng chỉ việc đi bắn vô trong tường và có cái nắp che lại thì rất là thẩm mỹ và rất là đẹp. Mình sẽ di chuyển hai cái kẹp, hai bít tông kẹp nè, nó gần nhau hơn để khi mình làm khóa nó nằm ở cái vị trí trung tâm này á thì nó sẽ đỡ lắc và đỡ bị rung cái phôi nha các bạn. Cửa lùi cho hệ slim. Thì công đoạn khuyết khóa cửa lùi này do hệ slim á thì nó sẽ như thế này. Là đây là cái mặt ngoài thì sẽ khuyết một cái đường thẳng dài từ điểm đầu tiên tới điểm kết thúc là đúng chính xác là 123 thì nó hơi bị cứng, phải có trên 1.2 nữa mới đủ. Và chiều ngang của cái khóa này á là chính xác là 1/2.5. Sau khi chúng ta mổ mặt ngoài rộng hơn chút xíu thì mặt trong á chúng ta vẫn mổ là 100, chiều ngang á là 12 và chiều dài á sẽ ngắn lại. Ở ngoài là chúng ta mổ là 123 thì ở trong á chúng ta chỉ mổ là 120 thôi. Nó sẽ mớm ở mé ngoài tầm khoảng chừng đầu này là 1.5 ly và đầu này là 1.5 ly, 1.5 ly thì các bạn ở trong nó lọt lòng hơn. Và bây giờ mình sẽ lấy cái khóa cho các bạn coi nè. Đây là cái khóa sau khi hoàn chỉnh nè. Thì cái ở trong nè, chiều dài từ điểm này tới điểm này là nó là 120 đó, còn từ chiều dài từ điểm này tới điểm này nó là 123 đó, nó chỉ 3 ly thôi. Thì bên này nó hơn 1.5 ly, bên này nó hơn 1.5 ly, để cái khóa khi mà vào á thì mặt ngoài á nó vừa đủ và mặt trong á thì nó sẽ nhỏ lại một xíu để chúng ta siết vít nó rút lại được. Và bên cạnh đó là nó có một lớp mặt nạ phủ ở ngoài đây. Cái lớp mặt nạ này cực kỳ quan trọng, nếu không có lớp mặt nạ này dù khi chúng ta bắn cái vít vào á nó sẽ sụt xịt đấy đó, nên nó chỉ tính bằng ly thôi nha các bạn, có thể nói là tính bằng gem luôn á, là 5 gem chẳng hạn. Là tất nhiên cái khóa slim này nếu chúng ta mổ bằng tay thì nó sẽ hơi vất vả và đòi hỏi độ chính xác và mài rất là nhiều lần, nên nó sẽ hơi là cực. Và mình thì mình sử dụng bằng máy phay thì nó sẽ nhanh hơn, nhàn hơn và đẹp hơn. Đây là cách bắt khóa slim nha các bạn. Chúng ta ở ngoài chúng ta sẽ mở hai con ốc ra nè. Đây, mở hai ốc ra chúng ta. Đây là cái chân này. Thì đương nhiên khi mà chúng ta đang tính là gạt lên là khóa và gạt xuống là đóng, thì chúng ta cứ gạt xuống là đóng đi. Gạt xuống, gạt lên. Cái chi tiết của máy CNC á là các bạn để ý nè. Cái khóa này vừa vào nó vừa bóp thôi. Nó vừa bóp cái miệng khóa này thôi và nó rất là cứng. Và cái điều này á, giúp cái khóa chúng ta á, là nó sẽ vào và nó không có bị lắc. Cái bút cao su rồi. Rồi. Đó. Sau khi vào cái khóa xong á nó sẽ bằng cái mặt này nữa các bạn nè. Bằng cái mặt này hoàn toàn và mặt sau là rất khít. Sau khi vào xong á thì chúng ta phải đó là cái chân. Nhét cái khóa vào này. Đẩy xuống này. Đẩy lên này. Đẩy xuống là khóa, đẩy lên là mở này. Đó, xong rồi chúng ta lấy hai con vít này chúng ta bắt lại. Bắt thật chắc luôn nha các bạn. Đó. Giờ là được rồi nè.
sau khi lúc vô đây rồi á thì bắt đầu chúng ta lấy cái mặt nạ bắt vào. Vì sao? Tại vì từ cái mặt nạ này tới cái mặt này độ hở nó chỉ tính rất ít, nên chúng ta phải khoét kỹ thì khi cái mặt nạ vào nó mới che hết được. Tới đây tí. Ít lắm, chút xíu à. Đó, các bạn thấy này, rất ít. Nên mà muốn nó đẹp được á thì phải quét cực kỳ chính xác, tính bằng gem nha các bạn. Cứng, thấy không? Rồi cái này tự xử nha, tự xử được không? Bắt hai cái này vô. Không. Giờ sau khi mà mình bắt khóa vào xong rồi á thì bắt đầu mình sẽ vào ke này các bạn nè. Đây là ke. Thì toàn bộ chúng ta sẽ vô ke là ke bằng cây đứng trước. Thì bây giờ vô ke nè. Chúng ta bỏ vào và bắn vít vào thôi. Đó. Vít đúng của nó. Đầu vít dở quá. Đó. Chúng ta vào ke và bắn vít lại hai đầu. Rồi Khánh làm đi Khánh, lấy cái trong quá trình bạn Khánh vào ke thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách mà vào cái bánh xe và bộ dẫn chứng. Thì ở đây cái kinh nghiệm của mình á và cái cách làm á thì như thế này. Lấy ra hết luôn đi cho nó dễ nè. Thì bây giờ nó như thế này nè. Cái mặt này nè. Đây là mặt quay vào. Đó, mình xẻ xong rồi nha các bạn, xẻ được cái máng xong rồi nè. Cái mặt này á, là mặt xẻ là quay ra để chúng ta đóng cái ốp lại che thòng xuống của cái mặt nhà vệ sinh. Cái mặt ở trong chúng ta nhớ cái mặt mặt này á, sẽ là mặt quay ra cái hướng mà chúng ta có đóng được cái ốp vào. Và chúng ta lật xuống kính đường ray nè. Thì trước lúc mà vào bánh xe thì hầu như là cánh slim này á, chúng ta vào bánh xe trước, vào bánh xe ở trên trước và nhét cánh vào thôi. Thì chúng ta phải vào hai miếng giảm chứng trước. Thì miếng đầu tiên chúng ta vào, chúng ta vào cái miếng giảm chứng nè.
đẩy lên đây nha các bạn. Cái thứ hai á là chúng ta sẽ cho, tiếp theo á là cho cái bụi bánh xe vào. Thì mặt này á là mặt vào tường thì chúng ta cho ẩm trứng về hướng bên này luôn, thì cho tiếp theo cho bụi bánh xe này vào nè, nằm theo hướng này nha, theo đúng chiều này nha. Đó. Và tiếp theo á chúng ta sẽ khóa lại bằng cách là cho cái giảm trứng thứ hai vào. Tại vì cái này là cái bộ này là bộ giảm trứng hai chiều. Và đây á thì chúng ta canh từ mép ngoài này vào tới cái điểm giảm trứng là 18 phân rưỡi, là điểm đầu tiên. Lấy cái thước cho anh cái. Chúng ta canh là 18 phân rưỡi là điểm đầu tiên nè. Đúng chính xác không nha, tại vì độ hở để chống cái cửa lắc. Sau khi cho đúng rồi 18 phân rưỡi chúng ta bắt đầu xiết lại. Rồi ok, chính xác. Thì các bạn coi nè, cái bánh xe giảm trứng nó sẽ nhận. Nó nhận thì từ điểm này tới đây nó sẽ là 2 cm từ điểm này nè tới đây nè. Tại vì cái cửa của mình á, cái này nó sẽ âm vào cái đường ray là 2 cm, âm vào cái cây không bao đứng là 2 cm. Thì cái bộ giảm trứng mình nó tới đây nó kết thúc. Tức là khi mà nó chạy vào á thì nó sẽ từ chạy qua đây. Đó là 2 cm. Đó. Và cái cửa của mình muốn kết thúc bên kia á thì là ví dụ như là cửa 80, chúng ta cộng thêm 30 để bắt cái giảm trứng thứ hai. Đây này, ví dụ như cửa này là cửa 80 thì chúng ta bên kia là nó sẽ là 180 cộng với lại là 30 là 1m1. Thì chúng ta kéo y chang luôn, đẩy qua đây là 1m1 thì giảm trứng nó sẽ dừng lại cái chỗ kết thúc cái cửa. Đây là 1m1. Đó, cái nguyên tắc đơn giản thôi. Điểm đầu tiên sẽ là 18 năm, từ mép ngoài vào điểm đầu tiên là 18 năm, từ mép ngoài vào điểm thứ hai đến với cửa 80 thì chúng ta cộng thêm 30 là 1m1. Chúng ta lùi lại thì nó giảm trứng tới đây. Và cái bánh xe này, cái bánh xe thứ hai này chúng ta sẽ bỏ vào sau thì nó sẽ nằm bên này. Đó, thì cái cửa chúng ta 80 á, chúng ta đo từ đây nè tới đây nè, 80 nè. Rồi 80, ok, đúng chính xác rồi đó. Thấy chưa? Sau khi chúng ta bắt bánh xe vào, bắt giảm trứng vào xong á thì chỉ đợi ghép cánh cửa vào và treo lên thôi. Bây giờ mình sẽ đi ghép cánh cửa. Và ở đây á thì các bạn để ý nè, nó sẽ có cái nắp, cái đầu bánh xe đầu sẽ quay ra ngoài này, nó có cái nắp này, chúng ta mở lên đây cái nắp đây, để ý chi tiết này nè. Đó, ở đây chúng ta sẽ có cái nắp nè, các bạn thấy không? Cái nắp này á là để khi chúng ta vào cái cửa, tức là nhét cái bánh xe vào, chúng ta canh ngay cái điểm mà dừng lại của nó, thì ở đây nó có con ốc nè. Chúng ta xiết vào đây, xiết vào khe này, thì càng xiết vào chặt thì cái bánh xe nó càng đội lên. Các bạn thấy là điểm đầu nó rất là già, càng về sau nó càng non lại, thì chúng ta xiết vào á thì bánh xe nó sẽ giãn cái độ giãn của bánh xe ra và nó chốt lại. Thì một cái bánh xe nó sẽ có hai con ốc như thế này, và hai con nó sẽ có như là hai cái bánh xe sẽ có 4 con. Và sau khi chúng ta xiết con này lại, xiết con này lại rồi á, chúng ta đẩy lại. Và điều đặc biệt ở đây á thì có còn một cái lỗ của cái lỗ ba ly, thì chúng ta chỉnh cái lỗ ba ly này. Đưa cái đó đây em, nó sai rồi. Cái lỗ ba ly nè là để chỉnh tăng giảm bánh xe, đúng rồi đây nè. Thì cái trục này sẽ quay nè, khi quay trục này cũng tức là cái bánh xe sẽ cao lên hoặc giảm xuống, vặn vào thì bánh xe sẽ rút xuống, mở ra thì bánh xe sẽ giãn lên. Đó, về cái bộ đường bánh xe giảm trứng này rất là hay. Và bây giờ mình sẽ dựng cái cửa này lên và tiến hành ráp một cánh cửa luôn nè. Sau khi vào ke và bắt khóa xong thì mình sẽ được cái cặp cửa như thế này. Thì bắt đầu mình sẽ lấy gác cây ngang. Thì đây là cây ngang của nó nè. Đó, mình đã phay rồi, xong hết rồi, chúng ta ghép vào. Lấy cái lưỡi dao qua. Mình đang làm hệ slim của Ocean Luxury nha các bạn. Bắt cái bên nó vô đi. Rồi bắt đầu mình lấy nè, cái cánh đứng này mình bỏ vào, mình nhét vào bình thường thôi. Tiếp cái này cũng vậy luôn. Sau đó chúng ta bắn vít lại. Thank you.
dựng lên này. Đó. Thì khi mình ghép ke lại xong á thì mình được cái sản phẩm như thế này. Và bắt đầu mình gạt khóa đây. Khóa này. Đó. Và mình sẽ tiến hành treo cánh cửa lên và test cửa luôn. Bắn vít lên thôi, đúng không? Bắn vít lên thôi, từ từ đi em ơi. Bắn ở trên kìa. Thì nhét bánh xe vào nè. Đây, nhét vào. Đó. Sau khi nhét đúng điểm chúng ta lật cái nắp lên. Nó có cái nắp đây. Lật lên. Xong xiết hai con ốc này vào. Thì khi mà chúng ta càng xiết á thì cái kích của bánh xe nó càng tăng lên á, thì nó sẽ giữ cái bánh xe lại. Và ở đây thì mình chỉ treo và test thử cánh thôi. Nên mình sẽ một bên mình bật một con thôi. Đó, đẩy cái nắp lên để bằng máy. Xong lấy con ốc vặn lại. Bên hãng thì cho con ốc này, nó vặn vào cái khe này. Đây là chi tiết con ốc này các bạn ạ. Đó. Vặn càng vô sâu thì nó sẽ càng chặt cái bánh xe lại. Và đây thì mình chỉ mới gá thôi. Rồi. Vậy là chúng ta canh giảm chấn nè. Đó. Cửa chúng ta sẽ rút ra vừa bằng cái đường ray. Các bạn để ý nè. Khi mà giảm chấn nó nhận thì cửa chúng ta sẽ rút ra bằng cái đường ray. Rồi chúng ta lùa vào. Thì cái cửa này là chưa có kính. Nên các bạn lùa ra lùa lại á, thì chịu khó để ý tí. Khi mình lùa vào nè. Bắt tay coi. Thì khi mình đã bắt bánh xe và canh giảm chấn đồ xong xuôi thì cái cửa chúng ta nó sẽ như thế này. Vì lý do chưa có kính á, thì cửa nó sẽ hơi chao xíu nha. Chúng ta mở ra nè. Thì cánh nó sẽ rút ra đây. Đó, nó tự động nó rút ra. Ở dưới đây á, thì mình đã bắt cái cục gọi là cục dẫn hướng nè. Đây là cục dẫn hướng nè. Đó, mình chỉ mới gá thử để mình canh cho nó khỏi lắc cái cửa thôi. Đó, là khi xong nè. Các bạn để ý nhìn nè. Nè. Đây. Đây là cái cửa khi mà mình đã canh và sẽ cho nó giảm chấn nè các bạn nè. Đó, nó sẽ rút lại từ từ và rút tới bằng cái mặt này là được. Đó. Đó là cách để làm một bộ cửa slim luồn một cánh. Và sau khi cái mặt này á là cái mặt sẽ ráp vào tường. Cái mặt ở đây á nó sẽ âm vào cái bờ tường nè. Và cái mặt này sẽ quay vào trong luôn. Và sẽ đóng một cái nắp ốp xuống là hoàn thiện cái bộ cửa. Đó, thì cách làm lùa slim một cánh á, thì là cái này là cách theo công ty mình làm. Còn các bạn nào có cái cách nào làm hay hơn hoặc là có cái cách nào làm chính xác hơn thì anh em chia sẻ với nhau để có những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng nha các bạn. Sau khi canh chỉnh và thử nghiệm cái bộ slim một cánh xong thì mình được một bộ slim hoàn chỉnh như thế này. Nếu các bạn thấy video mình hay, hãy cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video gần nhất. Cái nào?